lắp đặt xong dầm đỡ một làn của cầu vượt sông Nhuệ, đổ bê tông vỉa hè và trả nhựa lớp 1 đoạn mới qua Louis City Đại Mỗ, lát đá vỉa hè đoạn gần đại lộ Thăng Long, thi công gấp rút đoạn mới 500m qua vườn đào làng Ngọc Trục, gấp rút nu nền đường từ đường Đại Linh đến cầu sông Nhuệ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Như chúng ta đã biết, đường Lê Quang Đạo kéo dài có chiều dài hơn 2,6 km với mặt cắt ngang là 40m. Tổng số vốn đầu tư hơn 740 tỷ đồng. Điểm đầu thì nối với đường Lê Quang Đạo giao với đại lộ Thăng Long thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Điểm cuối tại vị trí giao cắt với đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 23 của Hội đồng Nhân dân ngày 23 tháng 9 năm 2021. Đây là tuyến đường quan trọng để kết nối nhiều khu đô thị phía Tây của Hà Nội như Dương Nội, Louis City, FLC, đồng thời cũng là cơ sở để chuẩn bị cho các ban, bộ ngành chuyển đến quỹ đất dự kiến đã được quy hoạch tại đây. Tuyến đường cũng giúp giảm tải giao thông cho các trục đường Tố Hữu, Sa Đôi và Tây Mỗ. Ngày 23 tháng 6 năm 2022, thì Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đến ngày 4 tháng 11 năm 2022. Thì Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm đã phê duyệt thiết kế xây dựng và triển khai thi công trên dự án. Quy mô mặt cắt ngang đường điển hình là 40m, đoạn khớp nối với ngã tư đại lộ Thăng Long dài khoảng 110m, có bề rộng mặt cắt ngang là 100m. Trên tuyến thì xây dựng một cầu qua sông Nhuệ và dự kiến vào ngày 1 tháng 4 năm 2024, toàn tuyến đường Lê Quang Đạo sẽ hoàn thiện thông xe kỹ thuật để chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập quận Nam Từ Liêm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiến độ thực tế thi công ở đây, xem có thực sự kịp tiến độ thông tuyến như kế hoạch đã đề ra hay không. Đầu tiên là việc trước Tết Nguyên đán, toàn bộ phần diện tích thi công ngang vườn đào của Ngọc Trục thuộc phường Đại Mỗ đã được giải phóng mặt bằng và trả mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Từ đó đến nay thì đơn vị thi công đã gấp rút triển khai bóc màu, tạo khuôn đường cũng như nhanh chóng lắp đặt và hoàn thiện hệ thống ngầm dưới lòng đường. Đến nay thì khối lượng bóc màu và tạo khuôn đường đã hoàn tất. Hạng mục lắp đặt cống hộp và hạ tầng ngầm đã được chia nhỏ làm nhiều giai đoạn thi công. Để đẩy nhanh tiến độ, khối lượng lắp đặt ở đây thì dự kiến cũng đã được khoảng 40%. Ở đoạn cuối của khu Louis City tiếp giáp với chung cư Anlen Lakeview, sau khi nhận được mặt bằng ở đây thì nhà thầu cũng đã nỗ lực nhanh chóng để lắp đặt các cái hệ thống cống ngầm và đổ bê tông kết nối. Các hộp cống đã được tập kết rất là đầy đủ và chỉ còn chờ được lắp đặt nữa mà thôi. Ở đoạn giữa của khu đô thị Louis City Đại Mỗ, sau khi đoạn thi công đầu tiên được trải nhựa thì đến nay đoạn kế tiếp đã bắt đầu được trải. Ở đây xe nu, máy trải nhựa và máy san gạt đang tiến hành thi công cho đoạn kế tiếp này. Những đống đá mi trải dài tập kết ở đây để trung chuyển vào công trường. Hiện nay ở đầu phía đại lộ Thăng Long đến đường Đại Linh cơ bản đã được hoàn thiện. Nền đường thì đã được trải nhựa lớp 1. Giải phân cách cứng ở giữa đường đã được đổ đất, cây xanh dâm mủ để chuẩn bị cho việc trồng vào vị trí. Hai bên vỉa hè thì đã được phân la làm nhiều đoạn thi công nhỏ, nhanh chóng lắp đặt trên hầu hết khắp công trường. Như vậy thì với việc thi công đến đây, khối lượng vỉa hè lắp đặt cũng được tầm khoảng 50% cho khối lượng công việc. Nhiều đoạn thi công ở phía dưới cũng đã được đổ bê tông lót cho phần vỉa hè.
Còn trước mắt chúng ta đây là những hình ảnh thực tế thi công cho đoạn từ đường Đại Linh đến chân cầu sông Nhuệ. Hệ thống cống ngầm cơ bản thì đã được lắp đặt xong. Có chăng chỉ còn một số điểm kết nối chờ sẵn, chưa có mặt bằng để thi công mà thôi. Phần bây đắp nền đã được san gạt và lu nền đến sát với chân cầu. Cầu sông Nhuệ thì hiện nay đã được lắp đặt xong các dầm đỡ của một làn. Làn thứ hai cũng đang được gấp rút tiến hành. Do các cấu kiện bê tông cốt thép này được chuẩn bị đúc sẵn, nên việc lắp đặt ở đây sẽ dự kiến là khá nhanh, chỉ mất khoảng 1 đến 2 ngày nữa là xong. Như vậy thì đến hôm nay đã là ngày 10 tháng 3 năm 2024 rồi. Thời gian đến hẹn thông xe kỹ thuật mùng 1 tháng 4 năm 2024 để kỷ niệm ngày thành lập quận Nam Từ Liêm chỉ còn 20 ngày nữa. Trong thời gian tới mình sẽ liên tục cập nhật tiến độ của dự án này. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video cập nhật sớm nhất cũng như ủng hộ cho kênh của Hà Nội 247. Còn các bạn, theo ý kiến của các bạn thì đoạn tuyến này có kịp cho dịp lễ kỷ niệm ngày thành lập quận hay không? Các bạn hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận để mình và mọi người cùng biết. Mình luôn mong muốn nhận được những góp ý chân thành của các bạn để kênh ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn những nhu cầu thông tin của khán giả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video cập nhật tiếp theo.